Còn đây của anh là toàn phi điểm hết. Xin chào các bác, hiện nay là mình đang có mặt tại nhà anh Quang. Mình cũng có cái thông tin là anh Quang ở khu 5. Anh Quang ơi, chỗ này nó gọi là xóm gì nhỉ? Lương Nha. Lương Nha, khu 5, Lương Nha. Vâng, Thanh Sơn, Phú Thọ đúng không? Anh, những cái giỏ lan này anh có thể giới thiệu qua một chút được không ạ? Giới thiệu này, đây là phi điệp Hòa Bình này. Chân dếp, lá xếp này, đây là Q52 này. Đó, thân mẹ nó như thế này. Vẫn đang đi ngọn, tét nắng bình thường. Vâng. Còn đây là Hòa Bình này. Phi điệp Hòa Bình này. Đây, đây là Q52 này, đây là cũng Q52 này. Mập nhỉ? Rất dày, đẹp này. Mập. Con vôi. Sao lại có những cây trắng? Đây là cây này là cây mít Tam Nguyên này. Mít Tam Nguyên này, đây là cái này là Ki 52 này. Đây bây giờ nó đẻ thêm một cái mầm gốc nối này. Vâng. Đây là mầm nhỡ này. Vâng. Đây là mít Tam Nguyên lá gân này. Đây, lá mít. Anh phun cái đồ đồ này. Đây là vôi. Vôi à? À. Đây là phun vôi. Để mình bảo vệ đúng không? Bảo vệ đấy. Vâng. Đây còn đây là đây là tím Huế. Tím Huế. Nối ngọn nhá. Nối ngọn. Đây là kỳ 51 này. Xong đến đây lại đi tiếp này, không tắt ngọn lại đi tiếp này. Đây. Rồi. Đây là kỳ 51 này, còn đây là kỳ 52 này, bây giờ để thêm một mầm này là gọi là để nối đấy. Vâng. Đẹp. À. Đẹp nhờ. Cái giò này là giò gì mất? Giò này giò gì đây? Đây là giò làm rễ nhờ. Xanh sạch nhá, là của xanh sạch. Tân Lạc Hòa Bình nhá. Cái này cái xếp chân dếp bây giờ vẫn đang đi ngọn này. Dê này của nó dại nhờ. Này là cắt sạch tuyệt đối luôn nhá. Sạch. Mặt hoa cái đây là ám. Đỏ gang luôn này. Ám phân thủy. Đây nhá. Là tay người lớn nhá. Đấy, ám phân thủy. Bản lá nhá, 5 cm nhá. 20 này. Bản lá 5 cm. 40 này, 60 này, 80 này. Hơn 1 mét rồi. 100. Là 1m2 120 130 nhá, tạm thì gọi là 120. Nhá, lá này là lá vừa phun vôi nhá. Lá nhựa nhá. Đây là cái này là xếp nhựa này. Chỉ gân nhá, gân vừa chỉ. Vừa phun nước vôi trong chỉ nhá. Chỉ gân rõ ràng nhá, xanh đét xanh nhá. Xanh xanh này, mắt mù. Đét nắng mắt mù chưa thân ngọn nhá, chưa thân ngọn nhá. Mắt mù này không có cái ám yếc gì. Xanh sạch đẹp luôn. Xanh sạch tuyệt đối luôn nhá. Dếp chân trên. Đúng rồi. Xếp chân trên. Rồi là chuẩn. Ở bên này là anh bắt đầu tách kỳ ra đây à? Đây là kỳ kỳ của giò này là vừa rồi đây là tôi không cắt đây. Đây cắt giò kỳ đây. Nuôi nuôi của giò này. À. Mặt hoa cực kỳ đẹp luôn nhé. Tách ra. Đây, tách ra đây, hả? Đây vừa tách đây. Đây là chưa bây giờ dễ bắt đầu mới ăn. Kệ nhưng mà nó không có. Xong tối anh gửi cái mặt hoa sang Zalo ấy. Em đăng lên kênh Zalo, anh em nào yêu thích đam mê có thể là tham khảo. Đấy là cái giò của còn đây là ám mắt trâu nhé. Đây là ám mắt trâu của Phú Thọ nhé. Đây ám mắt trâu Phú Thọ, đây là kỳ 51, còn đây là để tiếp nối là kỳ 52. Rồi. Ám mắt trâu Phú Thọ 52. Tức là còn là 1 2 3 4 ám mắt trâu Phú Thọ 4 kỳ. Đấy, ám đây là ám mắt trâu Phú Thọ. Như tầm giỏ này giờ trị giá giờ hiện tại là bao tiền? Trị giá bây giờ là nó bán trên thị trường cho các nhà vườn bán là bây giờ là đang rơi vào ai yêu là thương 60.000 một sen. Rồi, là một phân. À. Ok. Là chuẩn. 60.000 một sen. Tính kỳ cao nhá. Đấy là chuẩn tính theo phân này là 60.000. Rồi, tính kỳ cao này. Còn thì cứ tính nhân lên thôi, nhân lên thôi. Kỳ này ai mua thì điện thoại nhá. Cho số bao nhiêu nhỉ? Cứ nhân lên. Đây là còn đây thì đây là đây là ám tràn viền nhá của Phú Thọ nhá. Ừ. Chưa có mặt hoa ra ngoài. À. Thôi được. Anh nói rõ cái tên và có cái thuộc tính của nó. Mà đây là sổ gì? Tại vườn luôn, có mặt hoa trực mặt hoa tiếp đâu? Luôn. Mặt hoa trong điện thoại. Nhá, có mặt hoa. Mùa này bây giờ làm gì? Phải mang ám tràn viền phải làm luôn. Đây ám tràn viền. Đây là kỳ 52, còn đây là kỳ 51. Phải cầm điện thoại ra luôn. Không có. Em lấy điện thoại. Không. Của chị có điện thoại kia, điện thoại của ai? Đây đây, anh có chút phải mấy cái giò này đẹp đẹp ngoài này nữa này. Đây nhá, cái giò này nhá. Cái làm luôn giờ. Đây nhá, cái giò này là giò mít. Ôi, của Hòa Bình nhá. Mít. Bản lá 7 cm nhá. Đây là kỳ này là kỳ 52 nhá.
Đây là kim năm 2 này. Cây to này. À, được nhưng mà đây là kim năm 2 này. Dài quá rồi đấy. Bản lá nhé. Phải cho xem luôn. Cẩn thận ngọn nó anh, cẩn dày nhé. Bản lá dày khoảng nói để đo ly hay là như kiểu đo tôn ấy, thì cái này nó dày khoảng 3 ly. 3 ly. 3 ly. Đây là kim năm 2 nhé. Phi của nó bây giờ đã đạt đến 15. Đấy là kim năm 2. Đây là kim của hơn con tay một tí. Anh bỏ điện thoại đi, cho đưa gì đây. Còn đây à, là cái mầm này á. Là ở cái thân già này. Nó nhỏ như này là mọc sang đây là cắt để luôn đây luôn. Đấy là đấy. Đấy kim năm 1 nó đây này. Cái giỏ đẹp. Giỏ đẹp. Giỏ thì đây là cái mầm gốc nó. Cái nguyên liệu ở bên trong này anh có thể giới thiệu qua được không? Nguyên liệu ở đây thì nói thật ra này, chỉ là vỏ thông. À. Vỏ thông và phân trùn quế. À. Thế thế thôi. Chả có cái gì cả. À. Chỉ có vỏ thông và rễ xanh xanh đẹp, phân trùn quế thôi. Cây khỏe. Đấy, cây khỏe đẹp, xanh đẹp. Đấy. Xanh, cái giỏ này thì thật ra đây để nói tác phẩm thì nói thật ra là kể cả cầm một cái giỏ này như này. Nhìn nó thích rồi, đo găng tay. Dài nhờ. 20 này. Mà vẫn đi gọn nhá. 40 chưa thắt. Vẫn đi ngọn. Vẫn đang 60 đi rất là khỏe. 80 này. Mét 2. Ừ, tầm mét 2 là ngon. Vẫn đang đi ngọn, vẫn khỏe. Nguồn đâu nằm đấy. Thế nên nó thật ra là tôi chỉ mua về, tôi ấy về tôi chỉ để chơi thôi. Mà thật ra không phải là buôn. Không có kênh bán hàng chuyên nghiệp như các kênh khác. Được rồi, kênh khác đây là dân dã này. Đây nó thật ra là đây phân dê là đây là cái phân dê này buộc ở trên này nó cũng từ lâu rồi. Nó từ năm ngoái rồi đây thì cục gỗ này mục cả cục gỗ này chả có cái mẹ gì cả. Nhưng mà đây là nó thật ra đây là một mặt hoa rất là đẹp. Lá xếp chân dê. Xếp chân dê. Đây thân già thân mẹ nó vẫn còn nguyên này. Thân mẹ nó còn nguyên. Còn nguyên này. Đây. Cái này gọi là cái gì? Vẫn đây là điên. Đây là vẫn là phi điểu. Đây là của Hòa Bình. Đây là kim năm 2 thôi nhá. Kim năm 2. Kim năm 2 mà bây giờ nó dài gần hơn 1 mét. Bình gọi là trung bình là 1 mét. Đây là kim năm 2 vẫn đang đi ngọn nhá. Vẫn đang đi ngọn đẹp. Facebook mình bản lá. Rồi rồi, tiếp theo anh có thể giới thiệu một vài cái giò nó có tuổi thọ hơn một chút theo cái. Tuổi thọ hơn một chút đây, đây là cũng là kim năm 2 hết. Đây là mít của Yên Lập nhá. À. Đây là giò mít của Yên Lập nhé. Đây là bản lá. À. Bản lá 6 sen nhé. Rồi. Đây là kim năm 2 nhé. Kim năm 2 mà nó cũng gọi là được 1 mét hết rồi. Rồi, nhanh. Đấy, 1 mét hết rồi. À. Đây là kim để nối. Đây là thân gốc. Thân gốc để nối. Để nối, thân con đó. Còn thân mẹ ở đây. Đây, thân mẹ. Bản lá. 5, 6 sen dày đẹp. Đẹp. Ghép vào cái phúc cốc lũa. Chả có gì cả. Độc cái túi phân dê cho anh. Đúng rồi. Tướng vậy. Và đây là cũng một giò Hòa Bình. Ngoài kia thấy có một cái giò rất là lạ mà để không, riêng ra đấy là như nào? Vẫn là đẹp. Anh chỉ ra xem cái giò đấy sao để riêng ra đấy hay là tam bảo sắc thì gọi. Tam bảo sắc à? Còn nhiều đây là cửu long này. Long. Đây là cửu long. Đây cửu long. Cửu long đây là thân đây là năm 2 này. Rồi. Đây cửu long. Rồi. Đây, kiểu là... Rồi anh cứ ấy đi, tại vì trên giới thiệu đi thì cái trên kênh để cho anh em đam mê thì có thể là tham khảo. Đây là phi điệp giải hạt Pháp. À, giải hạt Pháp. Đây là thân nó hơi ấy nhỉ, ngả ngả. Giải hạt Pháp, đây là cái này thì nó hạt Pháp, giải hạt Pháp. Đây là như miền trong như mấy cái khu này là anh tách ki ra là, đang nuôi. Đồ hàng loạt là ki của những cái thân mẹ kia. Đây, để mình tách ra. Đây. Tách ra. Đấy. Con này thì con này là mít của ấy đây. Rồi. Con này là mít của gọi là cái gì? Cái gì ở bơi thuyền nhỉ, mình quên là đằng Hà Đông đi sang nhỉ. Rồi ok, bây giờ anh ra anh giới thiệu qua về cái giò này, em thấy tâm đắc cái giò này lắm, nghe có vẻ. Cái giò anh đây thì toàn là đẹp chứ. Cái này là nó là ám phân thủy của Hòa Bình nhá, tên là Hòa Bình nhá. Rồi. Bản lá của nó nhá, lá mẹ của nó đây nhá. Mập thế nhỉ? Đẹp. Bản lá 5 sen, 6 sen nhá. À. Đây là đây, mầm của nó đây là. Anh nhấc cái giỏ nó xuống thấp xuống một tí để quay cho nó đẹp cho này. Bước này thấy đẹp. Mầm này của nó là mầm
để nối này, để nối mầm của nối. Đây là giò mít. Anh đứng treo kéo đây, em xin cái ảnh đây để em lấy cái lền này để cho mọi người biết đến anh Quang. Không? Đây là giò mít nhé. Rồi ok, cảm ơn anh Quang. Thì bây giờ để cuối video cũng đủ để cho anh em biết đến cái video này, để hy vọng rằng những cái giây phút qua để anh em nào có xem thì là mong tính chất là ai cũng sẽ chia sẻ mọi người trên cái đam mê đó. Thì anh Quang, xin hỏi anh Quang một chút, anh giới thiệu chính xác là tên đầy đủ là và địa chỉ là để cho anh em có ai có nhu cầu giao lưu thì có thể là hoặc là mua, có thể là ghé thăm. Là gọi là anh Quang đúng không? Địa chỉ đây gọi chính xác là khu 5 Vũ Thôn Lương Nha huyện Lương Nha xã Lương Nha Thanh Sơn Phú Thọ. Nói thật ra tôi đây thì cũng chỉ là đam mê thôi, là siêu tầm về để chơi thôi, nhưng mà bây giờ nó chơi nó nhiều quá là muốn có ít giống để chia sẻ cho anh em, có muốn thì liên hệ và anh cho xin luôn cái số điện thoại trên clip này luôn. Số điện thoại của tôi là 0987 080 126. Vâng. Gọi là đây trả thuốc thang thì đâu, gọi là chơi là mua về. Gọi là chơi, gọi là để ấy đó. Vâng, ok, xin cảm ơn anh Quang về những giây phút chia sẻ vừa qua. Chúc anh sẽ có được nhiều những cái thành công mà cũng nghe niềm vui trong cái vườn lan của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nhiều giống thế mà không.